Xin chào tất cả các bác và anh em đam mê âm thanh. Giới thiệu đến các bác và anh em dòng chép giấy của chính hãng Pioneer có cái model sản phẩm là P9TW dành tặng cho các bác và anh em nào chuyên dùng để nghe nhạc. Hoặc nếu các bác và anh em thích hát karaoke với cặp này thì cũng rất là ok. Chất âm của dòng chép giấy P9TW của chính hãng Pioneer có cái chất âm sáng, khá là sáng, tơi nhuyễn, tách bạch nhưng mà không hề chói gắt một chút nào các bác và anh em. Đây là một cặp em đã đấu sẵn phân tần chân sắt. Và em đấu đằng sau cặp loa đây các bác và anh em. Và bây giờ em sẽ mời các bác và anh em cùng thưởng thức chất âm của cái cặp chép giấy này, xem có như lời em nói không nhé. Mời các bác và anh em cùng thưởng thức này. Bác và anh em vừa được thưởng thức chất âm của cặp chép giấy P9TW của chính hãng Pioneer. Đấy, các bác và anh em cảm thấy thế nào thì có thể comment phía dưới cho em được biết nhé. Còn đây là về thông số kỹ thuật của con chép giấy này. Model của nó này. Đây các bác và anh em, P9TW. Trở kháng của con này là 8 ohm, rất là dễ dàng phối ghép đối với các cái dàn âm thanh. Công suất tối đa của nó là 100W và độ nhạy của con này là 91 dB. Dòng này là dòng từ kép. Đấy. Thường thì các bác và anh em thấy các cặp chép nó chỉ có một từ thôi, nhưng con này có hai từ nên tiếng chép của nó rất là căng, rất là nảy nhưng không hề chói gắt một chút nào các bác và anh em. Cặp cổ loa được đánh dấu rất là rõ ràng. Đây, bên dương nó có cả dấu màu đỏ, có dấu cộng để cho các bác và anh em này. Còn bên âm này, có dấu trừ này. Đây, có dấu trừ này. Và để trắng cho các bác và anh em dễ dàng phân biệt này. Đây. Bằng loa phía trước của nó đây các bác và anh em. Dòng này là dòng chép giấy. Đấy. Màng bằng giấy, đấy. Vành thì bằng kim loại nguyên khối đi các bác và anh em. Đấy. Nhìn rất là đẹp, đấy. Không có một chút tì vết nào. Còn về cái đường kính của nó thì em đo luôn để các bác và anh em nào mà thích mua về để lên các thùng loa thì có thể biết này. Đường kính vành loa của nó là 10 cm, đấy. Đường kính củ từ này, đường kính củ từ là 5,5 cm và chiều cao của con này là 4,5 cm các bác và anh em. Chiều cao của nó là 4,5 này. Chiều cao của nó là 4,5 cm. Dòng này thì các bác và anh em nghe nhạc thì khỏi phải chê điều gì, bởi tiếng chép của nó rất là căng, rất là nảy. Đấy. Những cái tiếng tí tách, tiếng leng teng như các bác và anh em vừa nghe rất là tách bạch, rất là rõ ràng, chi tiết. Đấy. Dòng này thì các bác và anh em cũng có thể phối hợp để lên các cái thùng loa hát karaoke cũng được. Đấy. Bởi cái tiếng chép của nó cũng rất là căng, rất là nảy nên các bác và anh em hát ok, rất là ok thôi. Hiện tại thì với một cái cặp củ loa rời như này, nếu các bác và anh em muốn mua về để lên thùng thì em đang bán với giá là 500.000 một cặp củ loa rời như này cho các bác và anh em. Còn nếu các bác và anh em nào thích lắp sẵn các cái cặp mà nó có phân tần chân sắt như này về để trên các cái thùng loa hoặc trên âm ly để cải thiện cái tình trạng cái dàn âm thanh của các bác đang bị tối tiếng, bí tiếng, không lên được giải chép á, thì một cặp mà lắp sẵn phân tần chân sắt như này em đang để cho các bác và anh em với giá là 680.000 bao ship toàn quốc cho các bác và anh em nhé. Đấy, nhìn rất là chất, rất là đẹp và cũng rất là tiện lợi. Các bác và anh em về thì chỉ cần đấu sau âm ly, sau cặp âm ly của các bác và anh em, hoặc nếu không thì các bác và anh em có thể đấu sau các cái cặp thùng loa chính của các bác và anh em là chơi thôi. Đấy, có sẵn dây chờ như này cho các bác và anh em rồi, về rất là tiện lợi. Bây giờ em sẽ ghép con P9TW này với loa bát nhé, để các bác và anh em cùng cảm nhận khi mà cặp chép này được ghép với loa bát này. Thank you.
Các bác và anh em vừa được thưởng thức chất âm của cặp chép giấy P9 TW này khi được ghép với cả ba giải với cả bác. Các bác và anh em vẫn hoàn toàn cảm nhận rõ cái chất âm của cặp chép này với tiếng chép cực nảy và cực căng nhé. Hiện tại thì bác nào và anh em nào mà thích những cái cặp chép củ giờ như này hoặc lắp phân tần chân sắt như này thì có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại em để trên màn hình nhé. Kết bạn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp, em sẽ tư vấn giúp các bác và anh em và sẽ ship code về tận nhà cho các bác và anh em những cái cặp chép này để các bác và anh em chơi và thưởng thức nhé. Cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.